đều ý Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, trong thời giờ qua thì chúng ta có người làm chứng. Cảm ơn anh Sơn đã phối trí cho công việc này rất là quý giá. Chúng ta cùng nhau sẽ suy gẫm ngắn thôi. Mục sư thường thường là giảng cho đến 2:15. Ủa, cũng còn gần 30 phút. Dạ. Phương đoạn Kinh Thánh chúng ta đã đọc rồi phải không ạ? Dạ, đã đọc rồi, ở trong Philip đoạn 3 câu 12 đến câu 21. Ok, cảm ơn Chúa. Sau đầu năm chúng ta cùng nhau suy nghĩ một điều. Có lẽ câu hỏi này chúng ta nên đặt dường như thường xuyên thì tốt nhất cho đời sống chúng ta. Chúng ta nên đặt câu hỏi, nhất là trong đầu năm, là điều gì là quan trọng nhất, điều gì giá trị nhất trong cuộc đời mình. Chúng ta luôn luôn đặt câu hỏi này để mà chúng ta sống đúng theo cái giá trị mà chúng ta nghĩ là thấy là cao nhất trong đời sống chúng ta. Đây là điều chúng ta nên suy nghĩ. Thân hữu chúng ta, những người chưa biết Chúa, bạn chúng ta ở ngoài đời, thì họ có thể có nhiều cái suy nghĩ về cái gì là giá trị nhất. Tôi cảm ơn Chúa, có một lần đi ăn gặp một người bồi bàn tới, thì tôi mời anh đi nhà thờ, thì anh nói thẳng là không, mục sư ơi, em không đi nhà thờ được đâu. Tôi hỏi sao vậy, thì anh mới nói rằng là tại vì em qua Mỹ chỉ có một mục đích mà thôi, làm ra tiền. Tôi phục em đó, tại vì em ít nhất là biết mình muốn gì. Đó tốt đó anh chị em, mình phải biết mình muốn gì. Nhưng mà dĩ nhiên là mình cũng không có đồng ý, tại vì tiền tài nó không phải là cái then chốt trong cuộc đời mình. Xong chúng ta phải cẩn thận, tại vì nhiều khi chúng ta sống dường như là để chạy theo đồng tiền mà thôi. Có những người mở tiệm làm 6 ngày, nghỉ một ngày, ngày thứ 7 đi chợ để lo cho tiệm. Đồng tiền nó khiến cho mình chi phối mình rất nhiều. Một số chúng ta thì nghề nghiệp của chúng ta, một số chúng ta thì là sĩ diện, chúng ta sống dựa trên sĩ diện của mình rất là nhiều. Chúng ta mặc đồ gì, đi xe nào, ở nhà khu nào, tất cả chúng ta đều lưu ý kỹ, tại vì sĩ diện. Chúng ta cẩn thận. Một số chúng ta thì thân hữu thì họ ngắm đến cái vui vẻ, làm sao để đời sống vui vẻ được rồi, có vui là có họ, vui thôi, cái gì không vui thì họ rút lui. Có một số chúng ta thì có lẽ cao thượng hơn, là chúng ta thấy giá trị nhất là gia đình. Chúng ta sống cho gia đình mình, chúng ta hy sinh con cái mình, chúng ta làm rất là nhiều điều cho gia đình mình. Tất cả những điều này là thân hữu chúng ta có tư tưởng đó. Xong anh chị em, trong Chúa thì khác. Phao-lô là người Cơ Đốc, nhưng thì Phao-lô chia sẻ cái điều quan trọng nhất trong quan điểm của người Cơ Đốc. Anh chị em coi trong sách Philip thì nói như vậy: nhưng bất cứ những gì xưa kia tôi coi là lợi, thì nay vì Chúa cứu thế tôi coi là lỗ. Hơn thế nữa, tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa cứu thế Giêsu Christ, Chúa tôi, là điều quan trọng nhất. Chúng ta mới đặt câu hỏi với nhau đầu năm, điều gì giá trị nhất đối với mình? Thì Phao-lô thay mặt cho Cơ Đốc nhân trả lời rằng là điều giá trị nhất, điều quan trọng nhất, đó là hiểu biết cứu Chúa Giêsu. Hiểu biết cứu Chúa Giêsu, đây là điều quan trọng nhất đối với Cơ Đốc nhân. Nào, chúng ta phải hiểu Phao-lô ở vị trí nào khi ông nói điều này. Ông là người có rất nhiều thành đạt, có rất nhiều điều mà chúng ta thấy ái mộ, hâm mộ và ao ước trong cuộc đời của ông. Ông có gia đình nề nếp, ông là người trong tuyển dân của Đức Chúa Trời, người Do Thái, ông ở trong một chi phái Benjamin, chi phái mạnh. Ông là người sùng đạo, ông là người sốt sắng, không chỗ trách được theo đạo đức, theo tôn giáo. Đây là một người mà chúng ta nhìn trong cộng đồng chúng ta hâm mộ, không thấy gì xấu nơi ông này và nhiều điều tốt. Nếu chúng ta là người thích khả năng, thích tài năng của một người, chúng ta thấy ở nơi Phao-lô cũng nhiều lắm. Ông là người thông minh, sáng lắm á. Ông học ở giáo sư giỏi nhất. Nếu mà nói về bằng cấp, ông có bằng cấp từ trường tốt. Ông có chức vị, ông được quyền để đi ra Damascus để mà bắt bớ hội thánh, ra khỏi Jerusalem, được quyền chức. Cho nên ông có nhiều cái mà xưa ông coi là lợi, ông cố gắng mới được những thành đạt này. Một số cái xưa ông coi là lợi, nhưng mà bây giờ thì ông coi là
là lỗ, lỗ. Và ông nói như vậy: tôi coi mọi sự như là lỗ vì sự hiểu biết Chúa của Thầy Giê-xu, Chúa tôi là điều quan trọng nhất. Và chúng ta ngưng lại đây tí xíu về chữ biết ha. Khi mà ông nói sự hiểu biết Chúa của Thầy Giê-xu, Chúa tôi là điều quan trọng nhất, đây không, ông không chỉ nói là mình hiểu biết Chúa ở trong lý trí mà thôi. Không. Không, không phải vậy. Nếu anh chị em mà chỉ biết lý trí Chúa Giê-xu mà thôi, anh chị em đi một năm nhà thờ là đủ rồi. Đủ rồi. Anh chị em đọc bài tín điều các sứ đồ: tôi tin Chúa Giê-xu, con độc sanh của Đức Chúa Trời, đứng sanh ra bởi đứa đồng trinh Mary, chết bởi tay Pontius Pilate. Như vậy là đủ rồi. Nhưng mà không. Không. Biết Chúa nghĩa là có liên hệ với Ngài. Biết Ngài như biết một con người, như cha biết con, như mẹ biết con, như chồng biết vợ, như bạn tri kỷ biết tri kỷ mình. Biết là có một liên hệ với Chúa Giê-xu. Biết Chúa Giê-xu là điều quan trọng nhất. Không phải đi nhà thờ, không phải làm nghi lễ, không phải sống đạo nữa, mà là biết Chúa Giê-xu. Ô lạ không? Chúng ta suy nghĩ ha. Tôi thích tấm hình này. Tấm hình này anh thanh niên thì mặc đồ thời đại, quần jean, áo thun. Chúa Giê-xu thì trong hình của họa sĩ thì vẽ Chúa mặc đồ như xưa, như người Israel vào hơn 2000 năm trước. Thì hai người đi chung với nhau. Thích không? Việt Nam mình nhớ mình ưa vác vai nhau không? Rất là thân ái. Biết là vậy. Dù mình có thể có những nỗi niềm mình nêu ra cho Chúa, mà Chúa nghe, và Chúa nói lên cái lòng của Chúa đối với mình, đối với vấn đề này, vấn đề kia. Biết như vậy, đó là điều mà Phaolô nói là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Và chúng ta nên hiểu những gì mà anh chị em có trong quá khứ, những gì anh chị em đem, Phaolô sẽ nêu ra cái nền tảng để mình có cái sự liên hệ này. Nền tảng để có sự liên hệ này. Sống nói là hiểu biết Chúa của Thầy Giê-xu, khởi đầu vô là cũng là lý trí của mình, cũng là biết Chúa là cứu Chúa, biết Chúa là con độc sanh của Đức Chúa Trời, Chúa sanh ra bởi đứa đồng trinh Mary, Chúa chết trên thập tự giá gánh tội lỗi của mình. Biết điều đó là tốt. Được Chúa. Xong rồi sau khi chúng ta hiểu được điều đó và tiếp nhận Chúa thì chúng ta được một điều. Ở đây nói là chữ được Chúa cứu thế, nghĩa là mình tiếp nhận Chúa vô lòng của mình, mình sở hữu Chúa và được ở trong Ngài. Không những là Chúa vào lòng chúng ta, mà bây giờ chúng ta sống ở trong cái phạm vi tể trị, phạm vi của Chúa Giê-xu. Đó là nền tảng mà thôi. Bởi đức tin nơi Chúa cứu thế và sự công chính do Đức Chúa Trời ban cho nhờ đức tin. Khi chúng ta tin như vậy, chúng ta nhận Chúa vào lòng và chúng ta sống động trong Chúa đó, thì có một điều xảy ra là Chúa ban cho mình sự công chính. Như là trước mặt Chúa, chúng ta được tha tội, được trở nên con cái của Chúa. Chúa chấp nhận mình. Chỉ khi nào mình tin nhận Chúa Giê-xu, được sở hữu Chúa Giê-xu, có Chúa ở trong Ngài, được sự justification, được sự xưng công chính, thì chúng ta mới có thể liên hệ với Đức Chúa Trời. Xong tất cả những điều đó chỉ là cái nền cho một điều. Anh chị em tin Chúa, tốt, làm bắp tem rồi, tốt, đi nhà thờ điều đặn, tốt, dâng hiến, tốt, phục vụ, tốt. Chưa đủ. Nếu mà thực sự không biết Chúa Giê-xu trong liên hệ với Ngài. Cho nên tất cả những điều này chỉ là nền tảng. Đức Chúa Cha ban cho chúng ta tất cả những điều này để làm nền tảng cho một điều là và để biết Ngài. Biết Ngài. Cho năm mới đây chúng ta nên xưng nhận với nhau như Phaolô xưng nhận, là điều quý giá hơn hết, điều cao trọng hơn hết, điều quan trọng hơn hết là biết Chúa Giê-xu, liên hệ với Chúa Giê-xu. Và Phaolô không có để chúng ta đặt câu hỏi không mà không biết biết Chúa Giê-xu, liên hệ Chúa Giê-xu có nghĩa là gì. Phaolô nói, chương số 10, để tôi biết Ngài. Và bây giờ định nghĩa, biết Ngài là gì? Quyền năng phục sinh của Ngài. Một, chia sẻ sự thương khó của Ngài. Hai, và trở nên giống như Ngài trong sự chết của Ngài. Ba,
Biết Chúa Giêsu có ba cái điểm này để hướng dẫn chúng ta. Tại sao anh nói như vậy? Tại sao biết Chúa Giêsu phải đòi hỏi ba cái điều này, hay là phải tác động ba điều này? Thứ nhất đó, khi mà mình biết Chúa đó, thì Chúa biến đổi mình. Khi mình biết Chúa thì Chúa biến đổi mình. Khi chúng ta biết Chúa thì quyền năng phục sinh của Chúa tác động trên đời sống của mình. Nếu chúng ta có thói xấu, có cái nghiện ngập, có cái gì đó, khi chúng ta biết Chúa lạ lắm. Khi chúng ta thực sự biết Ngài, tương giao với Ngài, thì ơn sức Chúa, ơn sức mà đây nói là quyền năng phục sinh, ơn sức mạnh mẽ đến nỗi mà người chết sống lại. Ơn sức đó sẽ tới trong cuộc đời mình và biến đổi mình. Anh chị em nóng nảy, anh chị em trở nên những người nhẫn nại. Anh chị em kiêu ngạo, anh chị em sẽ trở nên những người khiêm nhường. Anh chị em xưa nay chỉ ích kỷ, chỉ biết lo mình mà thôi, lo gia đình nhỏ bé của mình mà thôi, thì bây giờ Chúa sẽ biến đổi anh chị em để là con người vị tha, mở rộng ra. Đó là quyền năng phục sinh của Ngài tác động biến đổi mình. Khi mình biết Chúa Giêsu, liên hệ với Chúa Giêsu, khi Ngài nói chuyện với chúng ta, trao đổi chúng ta, dạy dỗ chúng ta, chỉnh sửa chúng ta, thêm ơn sức cho chúng ta, thì chúng ta được biến đổi bởi quyền năng của Ngài. Đó là thứ nhất. Thứ hai hơi đặc biệt là được chia sẻ sự thương khó của Ngài. Ủa trong những cái cớ vấp phạm hay những cái trắc trở của một người để mà thực sự theo đạo, tin Chúa, là đạo sẽ luôn luôn nhắc nhở chúng ta là theo Chúa Giêsu sẽ gặp khó khăn. Ở đây nói là sẽ chia sẻ sự thương khó của Ngài. Anh chị em chỉ muốn giàu mà thôi, chắc không có cửa trong đạo Chúa. Anh chị em chỉ muốn hanh thông mà thôi, chỉ muốn phước hạnh mà thôi thì có vấn đề. Những cái điều đó tốt, Chúa sẽ ban chúng ta phước dồi dào hơn là mình suy nghĩ. Nhưng mà nếu mà chỉ ngưng ở đó mà thôi thì anh chị em chưa nghe được đạo Chúa rõ. Tại vì ở đây nói là để biết Chúa Giêsu liên hệ với Ngài sẽ biết quyền năng, nhưng mà cũng sẽ biết được sự thương khó của Ngài và trở nên giống như Ngài. Vì sao chúng ta đặt câu hỏi vì sao? Vì sao? Tại vì khi chúng ta hiểu sự thương khó của Ngài, chúng ta mới biết tình thương và sự cao cả của Chúa cho mình. Khi anh chị em biết sự thương khó của Chúa Giêsu thì anh chị em mới yêu mến Chúa Giêsu. Tại sao chúng ta hát thập tự xưa sừng sững cao? Tôi say mê bóng giá thập tự. Tại sao? Thập tự chính nó không có gì chúng ta say mê anh chị em. Nó là chỗ mà để tử hình, nó là chỗ người phạm pháp bị giết, nó là cái cây gỗ, nó là đóng đinh, nó là thấy con người mình, nó con người mình mỏng manh, có thể bị chết, có thể bị hành hạ, có thể bị hạ bệ, có thể bị khinh bỉ. Không có gì tốt lành hết. Nhưng mà nếu chúng ta biết con trời vì mình mà chịu những điều đó thì nó quý giá. Hiểu sự thương khó của Chúa thì mới biết tình thương cao cả của Chúa, sự tốt lành của Chúa đối với lại con người tội lỗi chúng ta. Và vì vậy nên chúng ta cần phải hiểu sự thương khó để mà chúng ta biết rõ ràng của Ngài. Không thôi chúng ta tưởng như Ngài giả bộ chết, Ngài giả bộ bị hành hạ để rồi có được chúng ta. Không có chuyện đó. Và khi mà tại sao mà chúng ta cũng cần chia sẻ với Ngài sự thương khó? Tại vì khi chịu thương khó, chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết về Ngài. Nhiều khi chúng ta ưa than phiền khó khăn của mình, nhưng mà sau khi chúng ta trải qua đó thì chúng ta biết là những cái khó khăn nó làm nên con người mình, nó làm cho mình có đức hạnh, có sự kiên trì. Ôi cũng một phần nào giống vậy. Khi chúng ta khó khăn thì chúng ta mới hiểu được Chúa chúng ta tốt lành dường bao, và chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết Chúa. Nhưng mà không những vậy thôi, mà chúng ta phải chia sẻ cái sự khó khăn này, cái sự thương khó này của Chúa nó. Tại sao? Tại vì lạ lắm, trong công việc Đức Chúa Trời hành động có một nguyên tắc. Nguyên tắc đó là khi chúng ta chịu thương khó giống như Chúa Giêsu chịu thương khó, và chúng ta chịu thương khó vì Ngài, không phải vì chúng ta ngu dại, chúng ta không hiểu biết nên chúng ta tự đâm đầu vô những cái khổ nạn. Không phải vậy. Tại vì Chúa mà nhận khổ nạn. Nếu chúng ta chịu thương khó vì Chúa đó, thì giúp cho những người chung quanh thấy được ý nghĩa và giá trị của sự thương khó của chính Chúa.
Anh chị em muốn tôn cao Chúa, hãy chấp nhận chịu khổ cho Chúa, sẽ tôn cao Ngài. Anh chị em muốn người khác tin Chúa, anh chị em chấp nhận chịu khổ vì Chúa, sẽ giúp họ tin Chúa. Tại họ thấy được sự cao cả của Chúa, sự thương khó của Chúa trong thập tự giá cho mình, và mình dám nói là Chúa xứng đáng để mà phó hết cho Chúa, thì họ sẽ thấy được Chúa của mình rõ ràng, rõ nét. Và đây là sự kêu gọi của Chúa Giêsu cho mỗi chúng ta. Phao-lô đang nhắc lại điều Chúa Giêsu gọi. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu phán với các môn đệ. Chúng ta cùng nhau đọc: nếu người nào muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo ta. Chúng ta đọc lại lần nữa: nếu người nào muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình và theo ta. Biết đang theo Chúa, biết sự thương khó của Chúa, và chính mình vác thập tự giá thì sẽ chia sẻ sự thương khó của Chúa. Đó là tiếng gọi của Chúa cho tất cả chúng ta. Bây giờ, cho nên Phao-lô sau khi nói cái điều này, thì Phao-lô nhắc nhở cho chính ông và tất cả chúng ta cần làm một số điều trong năm mới này. Bây giờ chúng ta biết được, chúng ta đặt câu hỏi là đối với cơ đốc nhân, điều gì giá trị nhất, điều gì quan trọng nhất? Đó là biết Chúa Giêsu, liên hệ với Chúa Giêsu, không phải biết trong đầu thôi. Biết trong đầu thôi, tôi đưa anh chị em một cuốn sách, anh chị em đọc xong là xong rồi, biết rồi. Không, cả cuộc đời này mình sẽ biết Chúa Giêsu, tương giao với Ngài, liên hệ với Ngài. Có khi nào tôi nói tôi biết anh Hiển, tôi biết cháu này, một ngày thôi là biết rồi, biết hết trơn rồi, xong chưa? Không. Nếu mà chúng ta nói liên hệ, chúng ta sẽ liên hệ với nhau trong sự thân ái suốt khi chúng ta đối diện với nhau, gặp nhau, biết nhau. Và Phao-lô nói như vậy: nói thế không phải tôi đã đạt giải hay được hoàn hảo rồi. Phao-lô nói là Phao-lô chưa có biết Chúa hết ha. Nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải. Vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu chiếm đoạt, tôi sẽ cố gắng một điều quan trọng nhất là tôi sẽ càng ngày càng tương giao, càng biết Chúa. Ông nói tiếp: thưa anh chị em, tôi không nghĩ rằng tôi đã chiếm được rồi, nhưng tôi chỉ chú tâm vào một điều, quên đi những điều đã qua, phóng mình đuổi theo những điều phía trước, nhằm mục đích đạt cho được giải thưởng là sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xong, Phao-lô nói trong năm mới này, nếu chúng ta đã nhận biết là biết Chúa Giê-xu, liên hệ với Ngài là quan trọng nhất để được biến đổi kinh nghiệm Chúa, chia sẻ với Chúa, thì phải làm một điều, đó là chú tâm một điều mà thôi, không có nói 3, 5, 7 điều, một điều mà thôi. Ông nói là quên đi những điều đằng sau, nhắm về phía trước, mục tiêu là Đấng Christ. Chú quên, chúng ta học nhau thật nhanh chú quên. Anh chị em càng lớn tuổi thì càng dễ quên, nhưng mà cái này không phải quên đó, quên này. Quên đó là mình không để cái điều đó ảnh hưởng chi phối mình, đó là quên. Và khi mình quên nhiều điều thì nó mới thể hướng phía trước. Nếu chúng ta không có quên nhiều điều nó chi phối mình đó, thì mình không có thể hướng về phía trước. Quên cả những cái thất bại của mình, quên cả những cái tội lỗi của mình, quên cả những cái thiếu sót của mình, quên cả những cái 2, 3, 4 năm rồi mình đã thiếu sót với Chúa. Quên. Bây giờ năm mới, Chúa cho mình một trang giấy mới, một năm mới để chúng ta hướng về Chúa, biết Chúa Giê-xu, tin kính Ngài. Đó là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Quên kể cả những thành đạt. Phao-lô có rất nhiều thành đạt trong Chúa. Phao-lô mở bao nhiêu hội thánh. Phao-lô đã làm nhiều phép lạ. Phao-lô khiến người chết sống lại. Như em bé nghe ông giảng dài qua té xuống chết không? Ông giúp, bởi ơn Chúa, ông giúp cho em nó sống lại. Phao-lô làm được nhiều điều. Phao-lô quên. Tại vì nếu mà nó chi phối sự biết Chúa, Phao-lô quên để mà nhắm một điều mà thôi là sẽ biết Chúa. Ở trong phương đặng này thì Việt Nam mình nói là tôi cứ theo đuổi, bản dịch tôi cứ theo đuổi để đoạt được giải, cái giải đó cũng chính là Chúa đó. Và câu số 14, nhắm mục đích đoạt cho được giải thưởng. Cái chữ nhắm đó, thực ra chữ theo đuổi và chữ nhắm đó, trong nguyên văn chỉ là một, bên bản Anh thì rất là rõ ràng hơn là chữ press on, và câu 14 cũng press on. Hai cái điều là vươn tới. Và thường tôi suy nghĩ, anh chị em suy nghĩ tôi, mình vươn tới và mình cứ cố gắng vươn tới có nghĩa là gì?
Một từ ngữ thôi. Kiên trì. Kiên trì. Tôi kiên trì trong sự vươn tới sự biết Chúa. Tôi kiên trì. Đó là một lời của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Quan trọng nhất là biết Chúa. Và thứ hai là kiên trì. Kiên trì vươn tới để biết Chúa. Đây là sự kêu gọi của Chúa cho mình. Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi chúng ta. Ở đây Phaolô nói: tôi nhắm mục đích đoạt cho được giải thưởng và sự kêu gọi thiên thượng của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức Chúa Trời gọi chúng ta để biết Chúa Giê-xu, trở nên giống như Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu chính là con đường duy nhất để đến sự sống, tức là Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ trong Giăng đoạn 4 câu 6: ta chính là con đường, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai đến cùng Cha. Vì vậy nên chúng ta phải biết Chúa. Chúa ví mình như một con đường mà chúng ta phải đi với Chúa. Sống trong chân lý của Chúa, nhận sự sống của Chúa Giê-xu vào trong đời sống mình, thì chúng ta mới có thể đến với Cha. Ba cái áp dụng. Thứ nhất, vậy tất cả những người trưởng thành, câu kế tiếp, hãy có thái độ này, hãy có tâm tình này. Và nếu có điều gì anh chị em nghĩ khác thì Đức Chúa Trời sẽ khải thị điều này cho anh chị em. Tuy nhiên đã đạt đến đâu, chúng ta hãy cứ giữ hướng ấy mà đi. Sự đầu tiên áp dụng là chúng ta phải có tâm trí này. Khi ai hỏi anh chị em điều gì giá trị nhất trong cuộc đời anh chị em, không có nói nhà, cũng không có nói vợ con, mà nói là biết Chúa. Đó là lời Chúa cho chúng ta ha. Phải có thái độ này. Và nếu chúng ta nghĩ khác, ôi thì Phaolô nói sao? Nguyện xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta sẽ hiểu đúng điều này. Lưu ý. Điều thứ hai mà chúng ta cần phải làm để áp dụng là Phaolô nói tiếp: thưa anh chị em, hãy cùng nhau noi gương tôi và nhìn xem những người sống theo gương mà chúng tôi để lại cho anh chị em. Phaolô nói một điều rất là mạnh dạn là bắt chước tôi và bắt chước những người giống tôi. Họ có điều gì giống? Họ có điều gì giống? Họ có một điều, nếu mà họ nhận Chúa Giê-xu là quý giá nhất và họ sống theo Chúa Giê-xu, họ sẵn sàng chịu khổ theo Chúa Giê-xu, thì chuyện gì xảy ra? Mình phải bắt chước cái nếp sống của họ. Anh em Công giáo chúng ta thường thường ưa làm dấu thập tự giá trước khi ăn. Anh ha, chúng ta biết ha, Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Cha, Con, Đức Thánh Linh. Tốt, không có gì, không có, đừng có chê. Nếu mà đó là một cái bày tỏ niềm tin, hallelujah. Anh chị em chúng ta cần bày tỏ niềm tin rất là nhiều. Xong, trong phân đoạn này thì dạy chúng ta hơi khác. Chúng ta không chỉ làm dấu, mà cuộc đời chúng ta có hình của thập tự giá. Có hình của thập tự giá. Tại vì chúng ta hiểu sự thương khó của Chúa, và bây giờ muốn chia sẻ sự thương khó của Chúa, cuộc đời chúng ta có cái dạng của thập tự giá. Vì vậy nên ông dám nói là hãy bắt chước tôi, tại vì nếp sống của tôi có dạng của thập tự giá, nếp sống của những người nào. Trong Kinh Thánh có hai cái gương rất nhanh để anh chị em cho lưu ý. Trong chương 2, chúng ta đang ở trong Philip chương 3. Bây giờ chúng ta trở lại tí xíu chương 2 thì nói về hai người có cái mẫu mực sống như vậy mà chúng ta cần bắt chước. Thứ nhất là Timothy ở trong câu 2:20-21. Thực vậy tôi không có ai khác có cùng một tâm tình như Timothy, là người thật tình lo lắng cho anh chị em. Vì ai nấy đều tìm lợi ích riêng cho mình, chứ không tìm lợi ích cho Chúa Cứu Thế. Nhưng anh chị em biết phẩm cách của Timothy. So Timothy sống cái dạng của đời sống Timothy là thập tự giá. Tại vì Timothy thể hiện một điều là Timothy không có chỉ tìm lợi ích cho mình, nhưng mà tìm lợi ích cho Chúa Giê-xu. Mà cái lợi ích cho Chúa Giê-xu đó được bày tỏ qua là làm gì? Là lo lắng cho anh em con cái Chúa. Hãy có một tâm tình như Timothy, yêu mến hội thánh. Tại vì khi chúng ta yêu mến hội thánh là chúng ta tìm lợi ích cho Chúa và không phải cho mình. Thứ hai, ở trong gương kế tiếp, trong phân đoạn đó luôn, câu 28, 27, 29, 30 thì nói về Epaphody, cái tên hơi dài. Chúng ta không có quen thuộc với lại những cái tên của Tây Phương, Epaphody. Nhưng mà đây nói về Epaphody, chính vì công việc của Chúa Cứu Thế mà ông đã suýt chết, liều mạng sống mình để làm thay những việc mà anh chị em không thể làm được để giúp đỡ tôi. Hội thánh Philip rất là quý đầy tớ Chúa là Phaolô, cho nên khi mà biết Phaolô đang ở tù thì gửi ông
Epaphody tới giúp. Mà ông Epaphody này năng động, sẵn sàng tới giúp. Mà ông tới giúp một thời gian thì ông bị bệnh. Lưu ý ha, đi theo Chúa không có miễn chúng ta khỏi bệnh, không có miễn chúng ta khỏi khó khăn trong cuộc đời, không có miễn chúng ta khỏi tai nạn xe cổ, không có miễn chúng ta khỏi vỡ lòng, rạn nứt lòng gì đó, không có miễn chúng ta những điều đó. Epaphody vì Chúa, vì công việc của Chúa thế mà suýt chết, liều mạng mình để làm thay những việc mà anh chị em không thể làm được để giúp đỡ tôi. Ông đã sẵn sàng phó thác của đời mình cho Chúa, giúp đỡ, dù là nhiều khi trong khi mình làm việc Chúa mình cũng có thể gặp những tai nạn, vì thế giới này là thế giới sa ngã, Chúa tể trị. Nhưng đôi lúc Chúa để con cái Chúa cũng kinh nghiệm được, hầu chúng ta cảm thông cho người chưa biết Chúa và tin nhận nơi Chúa. Và cũng có một điều nữa anh chị em, tôi thấy lo lắng, tại vì ở xã hội giàu có này đó, một trong những điều mình rất là dễ bị vướng vương là cuộc đời. Thiên đàng nó không có còn thu hút mình. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, đừng có để cuộc đời này vương vấn chúng ta đến nỗi mà chúng ta sẽ chỉ ưu tư về nó, không ưu tư về Chúa. Cho nên kế tiếp Phaolô nói là bây giờ phải bắt chước những người cuộc đời của họ có cái dạng thập tự giá. Và bây giờ tránh cái gì? Ở đây nói như vậy: vì tôi đã nói với anh chị em nhiều lần, nay tôi phải nói lại với nước mắt. Để khi ông nói điều này, ông không nói với hận thù, ông không nói ghen ghét, ông không nói gì bực dọc, ông nói với nước mắt. Có nhiều người sống như kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế. Ồ, lạ vậy. Mình phải bắt chước những người có cái đời sống dạng như thập tự giá. Còn bên đây á, thì có những người sống như kẻ thù của thập tự giá, nghĩa là không có chịu, không có hiểu sự thương khó của Chúa, cho nên vẫn sống cho mình mà thôi. Không có hiểu sự thương khó của Chúa, không có biết là Chúa cũng muốn mình chịu sự thương khó của Chúa, chia sẻ với Ngài, cho nên chỉ muốn thoải mái mà thôi, chỉ muốn vui vẻ mà thôi, chỗ nào vui thì tôi tới. Ở đây nói như vậy, kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa Cứu Thế, kết cục của họ là sự hư vong. Họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình, những gì mình thích thì mình làm. À, không, những gì Chúa thích thì mình làm, dầu là khó khăn. Kết cục của họ là sự hư vong, họ lấy cái bụng làm Đức Chúa Trời mình và khuynh quang trong cái đáng hổ thẹn. Cái hãnh diện là mình tự do hay mình muốn làm sao cũng được hết, cái đó là đáng hổ thẹn, tại vì mình thuộc về Chúa, là Đấng đã chịu thương khó cho mình. Họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục, họ chỉ nghĩ đến những điều thế tục. Chúa cho chúng ta vui hưởng, song lòng chúng ta không ở nơi thế gian này để vui hưởng. Lòng chúng ta hướng về biết Chúa Giêsu và càng biết Ngài hơn, càng yêu mến Chúa hơn. Chúng ta làm một điều nữa, khi chúng ta đã không có vương vấn với cuộc đời này nhiều, chúng ta sống theo cái nếp sống của thập tự giá, muốn cái đời sống mình có dạng thập tự giá, điều chúng ta thứ ba chúng ta cần làm là chúng ta trông đợi nơi vua Giêsu trở lại, Chúa Giêsu sẽ trở lại. Trái lại, chúng ta là công dân trên trời, chúng ta đang trông đợi Đấng Cứu Thế từ đó đến là Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngài bởi quyền năng đã bắt muôn loài quy phục mình, sẽ biến đổi thân thể hèn mọn của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang của Ngài. Chúa sẽ trở lại. Lần đầu tiên Chúa đến trong sự khiêm nhường, chuồng chiên bán cỏ. Chúa đến để cứu chúng ta nên chịu sỉ nhục, chết trên thập tự giá. Nhưng lần này Chúa sẽ tới là vua của muôn vua, Chúa muôn Chúa. Và những kẻ tin kính thì Chúa biến thân thể suy đồi của chúng ta trở nên thân thể phục sinh vinh quang của Ngài. Đó là lời hứa lớn của Chúa cho chúng ta. Tức là chúng ta ai mà đứng tuổi hy vọng nơi điều này. Bên ngoài chúng ta suy đồi, nhưng mà bên trong chúng ta đổi mới. Mục sư bây giờ không dám leo thang nhiều. Thích đá banh lắm nhưng mà bây giờ nghĩ ra đá 5 phút chắc thôi rồi. Càng ngày càng thưa tóc, tóc bắt đầu bạc, càng ngày càng nó nhiều cái thay đổi trong cuộc đời mình. Bên ngoài thân thể, sau nguyện sinh tôi và anh chị em, ở bên trong thoải mái, bình an càng lớn, hy vọng trong Chúa càng lớn, niềm vui trong Chúa càng lớn. Và hy vọng chúng ta là hy vọng chắc chắn, không có ao ước gì thôi đó. Hy vọng trong Chúa Giêsu Đấng thành tín là chắc chắn. Ôi, Chúa sẽ tới. Nguyện xin Chúa giúp chúng ta.
Một câu hỏi rồi chúng ta sẽ bước qua phần tiệc thánh. Trong năm mới này, khi mà hiểu được điều quan trọng nhất là biết Chúa, thì quý vị anh chị em có sẵn sàng thay đổi một điều để theo đuổi điều quan trọng nhất này không? Biết Chúa Giêsu và càng biết Ngài hơn, hầu cho chúng ta sẽ trở nên giống như Ngài, đời sống chúng ta có dạng của thập tự giá. Anh chị em có sẵn sàng thay đổi một điều gì để theo đuổi điều quan trọng nhất? Đây là hình ảnh một người lực sĩ. Và người lực sĩ đó thì thường thường họ ăn mặc rất là nhẹ gọn, tại vì muốn hướng tới một cái mà thôi. Có thể anh chị em phải bỏ đi một số vương vấn gì đó trong cuộc đời này mà nó đang cản trở anh chị em để mà biết Chúa. Có thể anh chị em phải bỏ nhiều thời gian hơn, nhiều tài nguyên hơn, nhiều sức lực hơn để mà tìm biết Chúa. Thực ra Chúa kéo mình, nhưng chúng ta cũng phải đáp ứng Chúa, hãy đến gần Chúa. Kinh Thánh dạy trong Gia-cơ là hãy đến gần Chúa, hầu Ngài đến gần anh chị em. Chúng ta nên làm điều đó. Ý chính ngày hôm nay là chúng ta hãy kiên trì theo đuổi để biết Chúa Giêsu. Đó là sự kêu gọi của Thượng Đế cho mỗi chúng ta. Chúng ta cần làm điều đó. Trước khi chúng ta dự tiệc thánh là chúng ta quay trở lại đứng mà chúng ta thờ phượng ngày hôm nay. Trong phương đoạn này là đứng muốn có liên hệ với chúng ta. Cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng ta có người thì thích Tổng thống Biden, có người không thích Tổng thống Biden. Nhưng mà nếu mà Tổng thống Biden muốn liên hệ với mình, anh chị em có chấp nhận không? Chắc chấp nhận ạ. Nói chi là Đức Chúa Trời hằng sống. Đức Chúa Trời hằng sống muốn liên hệ với chúng ta. Chúa Giêsu muốn liên hệ với chúng ta. Chúng ta biết đứng chúng ta thờ phượng là đứng chịu thương khó cho mình. Nhớ nha, anh chị em có một người đã chết cho mình, đã chịu sỉ nhục cho mình, Chúa Giêsu. Đó là đứng chúng ta thờ phượng. Đức Chúa Trời đã đứng kêu gọi chúng ta. Cảm ơn Chúa, hãy đáp ứng sự kêu gọi của Ngài. Đức Chúa Trời là đứng tể trị, hãy đầu phục Ngài. Lạ lắm, ngày hôm nay trong một phương diện chúng ta tự do, chúng ta có thể đối nghịch với thập tự giá. Nhưng ngày đó tất cả đầu gối sẽ quỳ, mọi môi lưỡi xưng nhận. Nhưng phước thay cho những kẻ ngay trong giờ này nhận sự tể trị của Chúa. Hãy nhận sự tể trị của Chúa. Và cuối cùng chúng ta thấy sự hy sinh của Chúa Giêsu, sự thương khó của Ngài là đứng biến thân thể chúng ta, sẽ biến thân thể chúng ta được vinh quang giống như thân thể phục sinh của Chúa. Đó là hy vọng chắc chắn của những kẻ yêu mến Chúa, tin Chúa, biết Chúa. Chúng ta cùng nhau sẽ sẵn lòng để chúng ta bước vô tiệc thánh. We now come to communion. Nếu chúng ta gọi thanh niên tới được thì xin gọi các bạn thanh niên để chúng ta dự tiệc thánh. Kính mời thanh đứng dậy. Nếu chúng ta ai chưa có bánh và chén, xin nhận bánh chén. Quý con cái Chúa tại Tư Gia, hôm nay là đầu tháng như thường lệ chúng ta chuẩn bị tiệc thánh. Xin mời quý ông bà anh chị em chuẩn bị tiệc thánh ở nhà. Xin người chủ gia đình, chủ hộ sẽ ban phát tiệc thánh cho con cái Chúa.